Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối tại Cali. Thuần đã làm video trễ các bạn và ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Hôm nay thì công ty cũng lại khá là bận và hôm nay chúng ta có rất nhiều tin tức lớn. Thị trường chứng khoán hôm nay lại rất là sôi động các bạn. Còn về crypto đó thì tuy là giá cả không có được sôi động nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều những tin tức lớn. Và ngày mai sẽ là một ngày mà còn sôi động hơn hôm nay nữa tại vì ngày mai chúng ta có cái thông tin lớn liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Nhưng mà chúng ta cũng có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch John Powell ngày hôm nay. Thì ít nhiều gì chúng ta cũng biết là cho tới thời điểm ngay bây giờ đó thì ông vẫn hướng về là không tăng lãi suất cho dù là chúng ta có một cái chỉ số PPI hôm nay không như mong muốn. Hôm nay chúng ta có cái chỉ số phần trăm lạm phát bán sĩ. Ngày mai mới là cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI hàng tiêu dùng mà nhiều người quan tâm. Nhưng mà ít nhiều gì hôm nay chúng ta cũng có một cách nhìn nho nhỏ về suy nghĩ của chủ tịch John Powell trong tuần này như thế nào. Nhưng mà trước hết á, thì các bạn nhìn thấy được là ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay đã, đã xanh trở lại các bạn. Chúng ta tiếp tục đã thấy được là chỉ số Nasdaq đã, tăng 0.75% và thật ra hôm nay chỉ số Nasdaq đã đạt đỉnh mới rồi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 thì tăng 0.48% và Dow Jones sẽ tăng 0.32%. Còn mà chúng ta nhìn vào pre-market thì bây giờ cả ba đều xanh nhẹ. Nói chung thì thị trường bây giờ vẫn đang lạc quan khi mà chúng ta bước vào ngày mai có cái thông tin CPI mọi người đó đều đang kỳ vọng là chỉ số CPI sẽ tốt hơn tháng vừa rồi nhưng mà cái kỳ vọng đó là như thế nào tôi xin chắc lại chỉ các bạn nhớ một lát nữa và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đã không thay đổi nhiều các bạn vẫn là mức là dưới 80 đô cho một thùng dầu ở mức là 78 đô 71 cent chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì hiện bây giờ cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2.363 đô còn về crypto đó các bạn nhìn thấy được là giá của bitcoin lại giảm xuống vào tối ngày hôm qua hôm nay đã tăng nhẹ trở lên chúng ta sẽ nói chi tiết hơn một lát nữa nhưng mà hôm nay đây chúng ta xoay quanh cái mức hiện bây giờ là gần như 62.000 đô các bạn nhưng mà hồi sáng này đã có cái lúc giá xuống nhiều hơn chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nói tới phần trăm lạm phát bán sĩ PPI đi thì các bạn có nên nhớ đây là cái phần trăm lạm phát của những cái nhà sản xuất thì hiểu đơn giản như thế này nếu như mà những công ty sản xuất mà họ nhập cái hàng của họ vào để mà sản xuất mà cái giá mặt hàng đó tăng lên cũng đồng nghĩa là khi mà họ sản xuất ra mặt hàng cuối cùng để mà đem bán cho những cái siêu thị đó thì lúc đó mặt hàng đó lại bị đôn giá lên nữa các bạn cho nên chúng ta cũng quan tâm đến phần trăm lạm phát bán sĩ PPI thì các bạn nhìn thấy được là đã tăng 0.5% thì cái này có nghĩa là gì chỉ hiểu đơn giản đó nó đã cao hơn dự kiến rồi các bạn nhưng mà hôm nay đó chúng ta đã thấy được là Chủ tịch John Powell cũng đã có cái bài phát biểu ngày hôm nay sau khi mà có chỉ số PPI và rất rõ ràng là ông nói là tôi không xem chỉ số PPI là nóng tôi gọi kết quả này là hỗn hợp thì cái mà ông nói tới đây nóng có nghĩa là cao hơn dự kiến các bạn. Thì uh, Jerome Powell khi mà có chỉ số PPI này thì trong bài phát biểu đó ông vẫn nói là tôi không nghĩ là chỉ số này đây thì bây giờ đang quá nóng. Chỉ đơn giản đây là một cái sự hỗn hợp mà thôi có tăng có giảm trong chỉ số này. Các bạn thấy được là tiếp tục tôi thì ông nói là chúng tôi không mong đợi đây sẽ là một con đường chân tru, nhưng những chỉ số lạm phát này cao hơn, tôi nghĩ là bất kỳ à mong đợi. Điều đó đã cho chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải kiên nhẫn và để chính sách hàng phát huy tác dụng thì các bạn thấy được là tới cuối cùng đó, cho dù là tiếp tục nhận được những cái chỉ số phần trăm làm phát không như mong đợi các bạn thấy được đã có 3 tháng chỉ số CPI tăng trở lại cộng với đây hôm nay PPI tăng cao hơn dự kiến nhưng mà chưa tịch chọn thao vẫn giữ vững những gì mà ông nói trước đây đó chính là ông nghĩ là phần trăm lãi suất hiện bây giờ đã đủ thắt chặt rồi cho nên cứ giữ nguyên ở đó mọi người hãy kiên nhẫn đi và ông không có ý định là tăng thêm lãi suất nữa một điều mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra được là cái dòng điều bây giờ đã khác cái đây mấy tháng rất nhiều rồi cách đây khoảng chừng nửa năm đó lúc đó các bạn thấy được là chỉ cần có một tin tức gì thôi thậm chí là không có tin tức gì xấu hết lúc đó là phần trăm lạm phát vẫn đang trên con đường giảm xuống nhưng mà các bạn thấy được là cái giọng điệu của chủ tịch John Powell lúc đó vẫn luôn kèm theo là chúng tôi sẽ chắc chắn tăng lãi suất nếu như mà cần thiết nhưng mà bây giờ đó đối đầu với những chỉ số lạm phát tăng trở lại thì các bạn thấy giọng điệu là hoàn toàn khác luôn giọng điệu lúc nào bây giờ đó thuần cảm thấy điều muốn xoa so dịu của sự lo lắng của những nhà đầu tư tuy là ông không thể nói là giảm lãi suất bây giờ được các bạn tại vì tình hình là phát đâu như mong muốn đâu làm sao mà giảm lãi suất được nhưng mà ít ra đó ông cũng xoa so dịu cái sự lo lắng trong thị trường bằng cách nói là hiện bây giờ ông không nghĩ đến chuyện là tăng lãi suất và các bạn nhìn thấy được là thị trường tài chính nói chung nó cũng đã phản ứng tích cực với những cái câu nói như thế này mặc dù là tình hình lạm phát nó không được khả quan lắm và thường không có thích lặp đi lặp lại nhiều cái thông tin các bạn nhưng mà thật ra đó chúng ta nhìn thấy được là càng ngày lại càng có nhiều tin tức cho chúng ta nhìn rõ hơn là cái lãi suất cao ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của mọi người. Không chỉ riêng là chúng ta nói tới những công ty họ không vay mượn được tiền, họ không phát triển được, nền kinh tế chậm lại rồi chúng ta nói tới những cái giống như là đi mượn tiền để mà mua nhà, mua xe lãi suất cao, khiến cho người ta không mua nhà, mua xe được vân vân. Nhưng mà cái đó là một phần thôi các bạn, một phần khác nữa đó mà ít ai nói đến ngoại trừ việc chúng ta nói là cái công trái phiếu phải bán và lãi suất cao hơn. Thì các bạn nhìn thấy được là một trong những người mà đi vay mượn tiền và với số lớn đó chính là những học sinh các bạn và bây giờ đó chúng ta nhìn thấy hôm nay đó thông báo thì bộ giáo dục ở Hoa Kỳ đã thông báo là cái lãi suất ấn định để mà vay mượn để mà đi học đó, đã lên tới cái mức là 653% và đương nhiên thường đang nói đến là vay mượn để đi học đại học các bạn, tại vì ở Hoa Kỳ đó thì từ mẫu giáo cho đến lớp 12 là học miễn phí chỉ khi nào các bạn học đại học mới phải trả tiền mà thôi nhưng mà thường đó, các bạn học một cái trường bây giờ các bạn có thể mượn là 40.000 đô chỉ để học cái bằng cấp 4 năm mà thôi các bạn, nghĩa là bằng bachelor, các bạn muốn bằng master đó, bằng thạc sĩ thì các bạn học thêm ít nhất là 3 tới 4 năm nữa thì là mượn thêm nữa mà cái mức lãi suất này đó cho bạn nhìn thấy như vậy nhưng mà nó thực sự rất là cao các bạn rất là cao trong lịch sử và chúng ta có thể nghĩ là những học sinh này đó khi mà họ đi học thì họ mượn tiền lúc đó nhưng mà các bạn có nghĩ đi cái lãi suất này đã cứ năm này qua năm nọ tại vì khi mà họ đi học họ không cần phải trả tiền các bạn khi nào mà họ học ra rồi đó thì thuận nhớ là lúc đó là thuận có khoảng thời gian là khoảng chừng 6 tháng một năm mới bắt đầu là trả cái tiền học các bạn chứ trước đó là không cần lúc đi học nhưng mà lãi suất đó thì vẫn tiếp tục có nghĩa là lãi rồi chồng lãi rồi chồng lãi các bạn thấy được là khi mà học xong rồi các bạn mới thấy được là cái số tiền nó lớn cỡ nào 40.000 nó sẽ trở thành là 50.000 60.000 mà các bạn thấy được là khi mà học ra bây giờ đó thì các bạn đi làm cái công việc đầu tiên ở Hoa Kỳ đó thì trung bình thì bây giờ có thể chỉ kiếm được có 60 70.000 đô mà thôi trong khi mà cái nợ của học sinh các bạn đã là 6 70 000 đô rồi các bạn thấy được là cái lãi suất cao ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ và đây là những cái áp lực mà Fed phải đối đầu hiện tại các bạn chủ tịch John Powell đang ở trong một cái thế kẹt lạm phát thì không giảm nhưng mà tình hình kinh tế đó thì ngày càng tệ hơn lãi suất cao ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ hiện bây giờ và chúng ta cũng thấy được là ngày mai đó sẽ là một ngày rất quan trọng tại vì chúng ta sẽ có dữ liệu lạm phát CPI thì khi nào chúng ta biết được thông tin này thì giờ Hoa Kỳ đó các bạn sẽ biết được thông tin này vào lúc rất là sớm các bạn là 5 giờ rưỡi sáng tại Cali còn ở Việt Nam đó các bạn sẽ biết được thông tin này vào lúc là 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay tại Việt Nam và lúc đó đó Thuận vẫn còn ngủ các bạn nhưng mà team của Thuận Khap sẽ chia sẻ thông tin này trên những mạng xã hội như là ở trên Telegram và trên Facebook. Nhưng mà nào mà chưa theo dõi đó cũng nên theo dõi để biết được thông tin sớm nhất. Nhưng mà cái mà các bạn quan tâm đó chính là cái ước tính như thế nào các bạn. Tháng trước đó thì dữ liệu làm phát CPI là 3.5. Tháng này ước tính là 3.4. Miễn là chúng ta có cái chỉ số CPI như là ước tính hay là thấp hơn đó thị trường sẽ rất là tốt các bạn còn về core cpi đó chúng ta nhìn thấy được là đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng thì tháng trước đó là 3.8 còn tháng này ước tính là 3.6 Một lần nữa miễn là chúng ta có cái chỉ số như ước tính hay là thấp hơn Thì sẽ rất là tốt cho thị trường Nếu như nếu như ngày mai mà cái chỉ số mà cao hơn ước tính đó, thì thị trường sẽ rất là đỏ các bạn cho nên chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý chúng ta có thể quan sát cả tuần này đã giá cả rất là dao động chúng ta nhìn thấy được là giá đi xuống từ cái mức là khoảng 63.000 đô xuống tới cái mức là còn 60.000 đô là tăng ngược cho lên tới mức là 63.000 đô lại giảm xuống còn 60.000 đô và nó cứ như vậy mấy lần liên tục rồi như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà thật ra đó các bạn cũng đã biết thường đã nói nhiều lần rồi khi các bạn zoom ra đó thì hiện bây giờ chúng ta vẫn đang trong một cái dùng tích lũy mà thôi nhưng mà nói thật hàng ngày đó có sự dao động của rất là lớn và ngày mai đó thường nghĩ là cái sự dao động nó cũng không có kém đâu trước khi chúng ta nhận được chỉ số CPI đã sẽ có nhiều cái sự dao động và thật ra nó sẽ dao động trước khi mà có thông báo và dao động sau khi có thông báo thường nó những ngày như thế này thì à, các bạn cũng nên cẩn thận nhất là như mà nào mà thích trade các bạn cũng cần phải có thời gian để cho thị trường nó bình tâm cho lại sau khi mà chỉ số CPI tại bị rất là nhiều lần khi mà có chỉ số CPI đó mới đầu thì à, nghe như rất là tệ bạn nhưng mà sau khi người ta nhìn kỹ hơn những thông tin mặt hàng nào tăng mặt hàng nào giảm đó thì một ngày sau đó giá lại hồi phục trở lại cho nên mỗi lần mà có những cái tin tức lớn như thế này thì thị trường cần thời gian để có thể là hiểu được những chỉ số này mang ý nghĩa như thế nào chứ không phải là ngay lập tức đâu cho nên những cái phản ứng trước khi mà có chỉ số CPI và sau khi đó là tạm thời thôi các bạn cũng nên cẩn thận nhưng mà cho dù chúng ta khi mà zoom ra đang nhìn biểu đồ đến à, ngày thì chúng ta vẫn biết là bitcoin vẫn đang tích lũy trên 60.000 đô cũng chưa có gì gọi là quá bất thường hiện bây giờ nhưng mà khi chúng ta nhìn vào biểu đồ ngắn hạn hơn như là đến giờ đó thì rất rõ ràng chúng ta có những cái đợt đâm nhanh và tăng nhanh như thế này rồi lại giảm ngược trở xuống thì à, có rất là nhiều người nói là có thể có một ai đó một đơn vị nào đó một cá voi nào đó đang làm giá trên thị trường tại vì khi các bạn nhìn vào những cái quyết như thế này thì những cái quyết như thế này nó rất là dài các bạn và hiện bây giờ đã rất nhiều người nói là đang có cá voi nào ở trên sàn Coinbase đang làm giá hiện tại và cộng thêm hôm qua các bạn nhìn thấy được là đột ngột thì sàn Coinbase lại ngưng hoạt động trong vòng 4 tiếng đồng hồ các bạn các bạn đã thấy được sàn Coinbase là một chuyến sàn rất là lâu năm có thể nói là nó đã tồn tại là khoảng chừng 10 năm rồi và nói thật là mỗi lần mà có một mùa bull market thì sàn Coinbase cứ bị vấn đề hoài và nhiều người đó thì đã nói là mỗi lần thị trường mà sôi động đó thì người ta không login vào sàn Coinbase được giống như là khi mà giá giảm mạnh họ không login vào để mà mua được được, thì họ nghĩ là có ai đó dùng sàn Coinbase để mà làm giá và sàn Coinbase đang hợp tác với một ai đó đương nhiên những cái này là những cái cáo buộc mà thôi các bạn chúng ta cũng không có bất cứ bằng chứng nào hết nhưng mà rất rõ ràng là hiện bây giờ đã mỗi lần mà giá cả tăng lên thì lại có một lực bán nào đó đột ngột xuất hiện các bạn và đây là cái hiện tượng chúng ta đã thấy là cả tuần qua rồi nhưng mà cái này cũng chỉ là ngắn hạn thôi các bạn những cái sự kiện lớn ngày mai như là CPI đó không nghĩ là một đơn vị nào có khả năng để mà giữ giá được đâu khi mà chúng ta có tin tức tốt hay là xấu đó thì giá nó sẽ có sự phản ứng mạnh. Nhưng mà nhớ bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã biết rồi, cái thùng quan tâm đó chính là cái sự tăng trưởng bền vững của BTC dài hạn và để có được cái sự tăng trưởng đó đó chúng ta cần phải có một cái dùng tích lũy sau khi Bitcoin đã tăng trưởng liên tục nhiều tháng và chúng ta đang thấy Bitcoin đang tích lũy ở cái mức là hơn 60.000 đô và khi mà bị tích lũy đó thì các bạn nhìn thấy được là những chỉ số sẽ ngủ lại trong đó chúng ta có chỉ số mà nhiều bạn quan tâm đó chính là phần trăm Bitcoin có lợi cái phần trăm này đây hiện bây giờ đang ở mức là 83.6% các bạn thì để các bạn hiểu rõ hơn nữa khi bạn zoom ra các bạn có nhớ là giá bitcoin đã từng ở cái mức là chỉ có ba mươi mấy ngàn đô cách đây ba tháng hay không không nghĩ là nhiều bạn nhớ đâu tại vì chúng ta thì giá tăng quá nhanh và chúng ta rất là làm quen nhanh với cái mức giá cho nên có thể nói là vài tháng trước đây giá chỉ có ba mươi tám ngàn đô để không có mấy bạn nhớ đâu để thường nhắc lại cho các bạn nhớ khi mà có bitcoin spot etf đó đó chính là vào tháng một các bạn đầu tháng một thì sau đó giá cũng đã có một sự điều chỉnh xuống chỉ có ba mươi mấy ngàn đô mà thôi đó chính là cái thời điểm này để zoom ra để các bạn thấy rõ ràng hơn. Ngay đây là các bạn, lúc này giá đã giảm xuống chỉ còn có 38.500 đô mà thôi và đó là vào ngày 23 tháng 1. Cách đây chỉ có khoảng chừng là hơn 3 tháng thôi. Rồi sau đó các bạn nhìn thấy được là từ cái mức 38.000 đô đã đi thẳng lên tới 73.000 đô luôn. Và khi mà tăng nhanh như vậy đã khiến những cái chỉ số này cũng tăng lên rất là nhanh các bạn. Cái phần trăm Bitcoin có lời đã nhanh chóng đi vào những cái vùng hơn 95% dựa theo tài điều on-chain. Các bạn nhìn thấy được là vào ngày 4 tháng 3 lúc đó phần trăm của lời đã lên tới mức là 99.9% luôn và chúng ta nhìn thấy được là khi mà có nhiều Bitcoin có lời cao như vậy đó thì dễ có những cái sự điều chỉnh đó là điều mà hoàn toàn có thể hiểu được nhưng mà bây giờ đó chúng ta mức là 83.6% để các bạn hiểu hơn đó khi chúng ta trả trở về cái thời điểm đầu năm nay thì các bạn nhìn thấy được là lúc đó chúng ta có cái chỉ số khoảng chừng là 83% nhưng mà giá Bitcoin chỉ có 42.600 đô mà thôi bây giờ chúng ta đã ở cái mức là 60 81.500 đô nhưng mà chúng ta cũng ở cái mức là 83.6% về coi lời. Các bạn nhìn thấy được là mỗi lần mà chúng ta có sự tích lũy nó rất là tốt những chỉ số này. Khi mà tăng trở lại đó thì chúng ta có khoảng cách xa hơn nữa, bị có thể tăng cao hơn nữa trước khi mà nó trở thành quá nóng và có một cái sự điều chỉnh. Hy vọng các bạn hiểu tại sao mà chúng ta muốn thấy bị có đợt điều chỉnh rồi sau đó tích lũy càng lâu càng tốt. Đó là liên quan tới Bitcoin các bạn nhưng mà thị trường crypto nói chung ngày hôm nay thì sao thì các bạn thấy được hôm nay đó, Bitcoin giảm khoảng chừng 0.9% thì cả thị trường hôm nay cũng đỏ các bạn giảm khoảng chừng là 1.3% chúng ta bây giờ ở mức là 2.3 nghìn tỷ vốn hóa và chúng ta có thể nhìn thấy là cả thị trường hôm nay chủ là màu đỏ chúng ta cũng thấy được là ngay cả những cái meme coin cũng đỏ luôn mặc dù là meme stock tăng trưởng các bạn thôi sẽ nói thêm một lát nữa các bạn về cái vấn đề liên quan tới meme stock tại vì một lần nữa nó lại gây cái sự tranh trả đất lớn trên thị trường tài chính nhưng mà chúng ta nhìn vào meme coin đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay đó thì ngoài chữ Pepe chúng ta chỉ có một đồng khác nữa có sự tăng trưởng đó chính là Floki các bạn hai đồng này tăng trưởng ngày hôm nay phần lớn như meme coin cũng đã giảm cùng như bitcoin hôm nay các bạn nhưng mà Pepe tăng 11 phần ngày hôm nay và đã đạt cái đỉnh mới rồi các bạn khi mà các bạn bấm vào Pepe ở trên cái đó các bạn nhìn thấy được là cái đỉnh mới xảy ra cái đây chỉ có 15 giờ mà thôi đó chính là cái mức là 0 chấm rồi sau đó là 4 số 0, Đó là cái định mới của Pepe các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay đó thì cổ phiếu Meme Stock tiếp tục thu hút rất nhiều cái sự chú ý. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bậc trong video ngày hôm nay ra thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ. Đó chính là Notcoin và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đây là một cái dự án trên hệ thân đang chiếm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng trên toàn cầu. Và gần đây đó sàn Bybit đã thông báo là Notcoin sẽ sớm có mặt trên Bybit Spot và cổng nạp đó đã mở trên Bybit từ ngày 9 tháng 5 sẽ niêm yết Spot chính thức vào 19 giờ ngày 16 tháng 5 tới đây theo giờ Việt Nam. Sau đó đó thì ngày 17 tháng 5 các bạn có thể nạp rút bình thường ở trên Bybit nhưng mà lưu ý nạp và rút sẽ được hỗ trợ qua mạng lưới Ton Về đồng Notcoin này là token Not Notcoin là một cái trò chơi kiếm tiền tích hợp như một ứng dụng mini trong Telegram, nền tảng nhắn tin phổ biến được sử dụng thì nghĩa là nhiều bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Đây là một nền tảng được sử dụng rất là rộng rãi, nhất là trong thị trường crypto này. Sức hấp dẫn của chính Notcoin nằm ở khả năng nó cho phép người dùng đào hoặc là kiếm được token Not bằng cách chơi game đơn giản trên nền tảng của Telegram sẽ có các phần thưởng trong cái đợt listing Notcoin trên Bybit sắp tới. Các bạn nào quan tâm thì có thể nạp và chờ giao dịch Notcoin trên Bybit trong thời gian tới đây. Và những thông tin chi tiết tôi sẽ để ở phần mô tả cho những người nào mà quan tâm đến sự kiện này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video này. Có thể lý do tại sao chúng ta thấy được là những thị trường khác nó không có cái sự tăng trưởng tại vì mọi cái sự chú tâm bây giờ đã đang hướng về cổ phiếu meme stock hiện tại. Tại vì các bạn nhìn thấy được là hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi động. Cổ phiếu của GameStop và AMC đã tạo tạm ngưng giao dịch tổng cộng là 34 lần ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy được là những cái cổ phiếu này khi mà dao động quá nhiều đó thì trên thị trường chứng khoán sẽ có những cái luật gọi là cầu giao điện. Thì mỗi lần mà quá sôi động họ sẽ ngưng giao dịch trong vòng 15 phút hay gì đó để thị trường có thể là bình tâm trở lại các bạn và nó áp dụng khi mà giá tăng hay là giảm luôn không phải là chỉ riêng một chiều nào hết. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là thị trường crypto đó cho dù các bạn nói sao đi nữa thị trường crypto thực sự là một cái thị trường mà tự do nhất giao dịch 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần là thị trường duy nhất mà chúng ta biết có cái kích cỡ và có tính thanh khoản cao mà giao dịch liên tục như vậy không có bất cứ một cái mặt hàng nào mà giao dịch như vậy đâu các bạn chúng ta có thể uh, thấy được là thị trường này đó cũng không bị can thiệp bởi những cái quy định như là chúng ta nói tới là bị tạm ngưng giao dịch bởi một sàn nào đó các bạn thấy được là đương nhiên chúng ta nói tới dây sự như Bitcoin Spot ETF đi thì uh, sẽ đi theo quy định của chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà khi mà đóng cửa rồi đó, các bạn thấy được là Bitcoin vẫn giao dịch thì giá cả vẫn tiếp tục chứ đâu có ngân đâu. Các bạn có thể nhìn thấy được là một sàn nào đó như là Coinbase ngày hôm qua đi thì Coinbase ngưng hoạt động 4 giờ đồng hồ nhưng mà Bitcoin vẫn trade trên những sàn khác các bạn. Nó thực sự là một cái tài sản được giao dịch toàn cầu và thị trường crypto nói chung đó là một cái thị trường mà chúng ta thấy được là có cái sự giao dịch tự do nhất mà chúng ta biết thì đương nhiên như bạn nói là như mà thị trường crypto có nhiều cái sự làm giá nhiều ca vôi họ thao túng giá thì cái đó là đương nhiên là có rồi các bạn thị trường nào cũng có hết ngay cả một thị trường mà được quản lý cao như là chứng Hoa kỳ đó thì vẫn có những cái đợt làm giá ngay cả một thị trường mà có vốn hóa cao như là vàng đó thì vẫn bị làm giá như thường các bạn các bạn có thể google thì sẽ có thông tin liên quan đến những cái thị trường khác như là vàng như chứng khoán bị làm giá như thế nào nhưng mà cái mà mình muốn nói đây đó là các bạn nhìn thấy thị trường crypto có thể là bị thao túng giá nhưng mà đó cũng là cái hiệu ứng phụ của một cái thị trường tự do. Crypto thực sự là cái thị trường tự do nhất mà chúng ta biết ngay bây giờ. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại những cái meme stock này đi. Cái thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó sau khi chúng ta nói tới giá cả đó chính là meme stock nó có ý nghĩa như thế nào các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình đó, thì chúng ta nhìn thấy là hôm nay GameStop kết thúc đã tăng thêm 60% các bạn và chúng ta nhìn thấy được là sau khi kết thúc đó thì uh, tiếp tục tăng thêm 4.62% chúng ta có thể nhìn thấy được là công ty AMC đã cái chuỗi chập chiếu phim đó, các bạn nhìn thấy hôm nay đã tăng thêm 32% và kết thúc sau khi mà đóng cửa đó thì tăng thêm 10.22% các bạn và chúng ta nhìn thấy được là các trader short cổ phiếu GameStop và MC đó, đã lỗ hơn 5 tỷ 5 tỷ trong vòng chỉ có hai ngày qua mà thôi các bạn và nó còn tăng nữa hay là không đó thì đương nhiên không ai biết nhưng mà một trong những người có thể cho chúng ta một cái góc nhìn đó chính là Jim Cramer các bạn. Thì Jim Cramer ngày hôm nay đã lên trên đài truyền hình và nói là tôi không nghĩ là GME, nghĩa là GameStop đó, có thể đáng giá 64 đô hay là 44 đô. Đối với tôi đó là hãy sell, 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 bán hết đi các bạn. Và đương nhiên ông cũng nói AMC cũng như vậy. AMC đó chỉ là một cái công ty coi như đã gần tới cái hồi kết rồi. Thì uh, hãy bán hết đi. Đó chính là cái lời khuyên đến từ Jim Cramer các bạn. Và những gì chúng ta biết về Jim Cramer đó thì nếu như Jim Cramer mời nói là sell 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 thì cơ thể chúng ta còn thấy hai cổ phiếu này tiếp tục tăng nữa các bạn nói chung thì cái sự hứng thú cái sự sôi động liên quan tới meme stock đó đang rất là lớn trên thị trường chứng khoán thì ít ra cho các bạn thấy được là chúng ta cũng không khác gì những người trade chứng khoán nữa các bạn các bạn thấy được là thị trường này đó không có quá điên rồ đâu ai cũng nói là crypto quá điên rồ nhưng mà chúng ta thấy được là trong chứng khoán cũng như vậy mà thôi trong crypto chúng ta có những cái meme coin those coin pepe các bạn người ta đeo đuổi những cái đồng coin đó làm cho nó tăng cực kỳ kinh khủng nhưng mà trong chứng khoán cũng như vậy các bạn người ta đi trade những cái meme stock như thế này dẫn đến giá cả tăng kinh khủng nhưng mà cho dù sao đi nữa đó Thì các bạn thấy được là Thuần cũng muốn cho các bạn một cái góc nhìn Đó chính là trong thời điểm này đó Là cái thời điểm mà chúng ta lại thấy Nhiều người nổi tiếng đứng lên ủng hộ Những cái meme stock này Giống như chúng ta đã thấy được là có Andrew Tate Ngày hôm qua đã nói là sẽ ủng hộ Và mua 500 ngàn những cái meme stock Và các bạn thấy được là hôm nay Dave Hanoi cũng đã nói là sẽ mua 500 ngàn AMC Và 500 ngàn GameStop Các bạn thương đó Những cái thông tin như thế này Thì các bạn cũng thấy được là Cái sự forward nó cũng đang đạt cái đỉnh cao rồi nhưng mà về meme stock đó thì thường có cái suy nghĩ tương tự như là meme coin các bạn thường rất là trung lập về cả hai để thường chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy nghe cái sự chia sẻ ngày hôm nay trên đài CNBC hôm nay đó thì trên màn hình các bạn đây chính là cựu chủ tịch SEC Jay Clayton đã lên trên đài CNBC ngày hôm nay để mà chấp nhận phỏng vấn và hỏi về meme stock thì các bạn thấy được cựu chủ tịch SEC Jay Clayton cho biết là ông lo ngại về tình hình của GameStop và đang đặt câu hỏi là liệu chính phủ Hoa Kỳ có nên can thiệp hay là không các bạn thấy được là những người dẫn chương trình của CNBC đó thì cho rằng đây là đánh bạc chứ không phải là đầu tư thì đương nhiên thuận không khuyến khích bất cứ ai đầu tư vào meme stock hay là meme coin hay là bất cứ đồng coin nào hết các bạn thuận chỉ chia sẻ thông tin mà thôi và chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân cũng giống như là thuận chia sẻ quá trình đầu tư của mình chứ còn mỗi bạn sẽ có mọi cái vị thế và mọi cái chiến lược đầu tư khác nhau không ai giống bài hết nhưng mà đối với thuận đó, thì các bạn thấy được là nếu như nói cái phong trào meme coin bây giờ đó như là đánh bạc hay cái gì đó và cần bị loại bỏ thì thuận cảm thấy nói như vậy đó thì cũng khá là kỳ thị cả một cộng đồng các bạn tại vì chúng ta thấy được là hàng ngày thì có rất là nhiều người họ lên sàn chứng khoán thì cũng với cái tư thế đó các bạn thấy được là gần đây đó, đã có rất là nhiều những cái trader họ sử dụng zero day option các bạn có nghĩa là hợp đồng quyền chọn không ngày có nghĩa là hợp đồng này sẽ bị đáo hạn trong ngày đó luôn các bạn thấy được là đây là một cái các bạn có thể nghĩ giống như là cái sự lựa chọn nhị phân đó thì có nghĩa là trong vòng ngày đó nó sẽ hết hạn các bạn một là có lời rất nhiều hai là các bạn sẽ lỗ cái tiền các bạn mua và những hợp đồng này được bán thoải mái trên những sàn chứng khoán các bạn và rất nhiều những nhà đầu tư thông thường họ cũng tiếp cận và đối với họ đây cũng như là một cách làm giàu nhanh đương nhiên rủi ro rất là cao các bạn nhưng mà họ vẫn sử dụng hàng ngày nhưng mà các bạn đâu có thấy những cái người dẫn chương trình hay là các bạn đâu có thấy là sec hay là bất cứ ai lên là chuyện hình nói là không nên cho họ sử dụng những cái này cái này như là đánh bạc đâu Các bạn đã thấy được à, họ vẫn xem cái này đầu tư cho dù là nó giống như đánh bạc đầu tư các bạn nhưng mà không khi mà ai đó sử dụng spot để mà mua những cái meme stock á, thì à, gọi đó là đánh bạc các bạn đó là cái sự mà thường có thể không hợp lý ở đây và các bạn cũng có thể nhìn thấy được là ngay cả những cái penny stock các bạn đây là những cái cổ phiếu mà có cái mức giá rất là thấp và dao động cực kỳ nhiều cũng được giao dịch hàng ngày luôn và hoàn toàn hợp pháp nhưng mà thường không thấy những người này nói về những cái thứ đó các bạn nhưng mà liên quan tới meme stock đó liên quan tới Ron Kitty thì họ lại có rất nhiều ý kiến nhưng mà nào mà không có biết nhiều về Ron Kitty và GameStop trước đây đó thì đừng làm video ngày hôm qua rồi các bạn xem để hiểu rõ hơn hôm qua thường đã kể lại tóm tắt câu chuyện như thế nào và tại sao chúng ta có ngày hôm nay thì các bạn thấy được là tất nhiên khi mà những cái quỹ hedge fund chấp nhận đòn bẩy lớn và cá cược với rủi ro cao dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hay là khi họ bán thống đó thì đó là họ đầu tư nhưng mà những nhà du lịch thông thường đó, khi mà mua trên sàn spot những cái Meme Stock thì uh, là không được các bạn, no no, chúng ta phải ngăn chặn họ ngay lập tức, <laughs> đó là quan điểm của những người này. Và các bạn nên hiểu những người dẫn chương trình của CNBC được trả lương bởi các tổ chức tài chính lớn và đương nhiên họ không thích khi Kitty và phong trào Meme Stock. Nhưng mà họ rất là thích những cái như là Zero Day Option các bạn, tại vì họ bán những cái hợp đồng này và kiếm được tiền cũng như là họ thích mọi người uh, trade penny stock các bạn trade nhiều thì họ có cái commission của họ nhiều các bạn thấy được đó là cái sự mâu thuẫn ở đây và thêm vào đó các bạn nhìn thấy được là cựu chủ tịch của sec là Jay clayton lại tiếp tục nói là nếu như mà roaring Kitty đang phấn khích như vậy thì tại sao anh ta không lên CNBC và nói về các cổ phiếu mà anh ta thích tại sao anh ta lại đăng meme chúng ta phải đặt câu hỏi liệu điều này có hợp pháp hay là không thì các bạn nên biết là Royal kiddy đó thì chỉ đăng meme từ hôm qua tới giờ mà thôi các bạn từ khi mà trở lại Twitter sau 3 năm mất tích á thì chỉ đăng meme mà thôi thì điều này đó đang khiến rất nhiều những cái quỹ hedge lo lắng không biết là mèo con đợt này có kế hoạch gì các bạn cả ngày hôm nay và ngày hôm qua đó các bạn nhìn thấy được là Ron Kitty hoàn toàn không nói gì hết ngoại chỉ đăng cái đóng phim thôi mà chỉ như vậy thôi đã dẫn đến là các bạn nhìn thấy là cổ phiếu của GME và của AMC đã tăng vọt lên rồi và khiến cho những cái hedge này rất lo lắng tại vì các bạn đang thấy được là Jay Clayton đã đang thách thức tại sao mà Ron Kitty không lên đài truyền hình mà nói là đang tìm hiểu cổ phiếu gì tại vì các bạn thấy là có rất nhiều quỹ có thể họ đang short có thể là họ đang naked short các bạn họ đang bán khống rất là nhiều những cái cổ phiếu cho nên nếu như mà bị chọn phải bởi Ron Kiddy rồi cả cộng đồng đầu tư đó ủng hộ thì sẽ dẫn đến giá cả sẽ tăng trưởng các bạn dẫn đến họ sẽ bị thanh lý cho nên các bạn nhìn thấy được là cái sức mạnh của Ron Kiddy và cộng đồng nó lớn cỡ nào mọi thứ bây giờ đó các bạn đã thấy là có một cái sự gì đó rất là thú vị trước đây đó thì những nhà đầu tư riêng lẻ lúc nào đó cũng không thể nào chống lại những cái quỹ hedge fund lớn hết nhưng mà bây giờ các bạn thấy những quỹ hedge fund lớn thì lại có cái sự e dè -yeah với lại cả đồng crypto. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết Và các bạn thấy được là điều mà Jay Clayton nói đó không có hợp lý gì hết Tại sao đăng meme là bức hợp pháp? Các bạn nhìn thấy được là cả hôm qua và hôm nay, Roy đâu có khuyên người ta đầu tư gì đâu Các bạn hoàn toàn chỉ đăng mấy cái meme mà thôi Thì tại sao đăng meme là hợp pháp? Trong khi mà các bạn biết là ngay cả những người như là CEO của JP Morgan Chase, là Jamie Dimon các bạn hoặc là tỷ phú Bill Ackman đã lên trên đài CNBC, cái đài mà ông đã tham dự ngày hôm nay Và nói một điều, trong khi đội ngũ của họ làm điều hoàn toàn ngược lại Các bạn cũng đã nhớ thân chia sẻ rất nhiều Khi mà Jamie Diamond liên tục phết Bitcoin Trong khi mà công ty JP Morgan lại là công ty mà đang ủng hộ Và gây dựng những sản phẩm liên quan tới Bitcoin Và Bill Ackman Các bạn đã nhớ là cái thời kỳ mà dịch bệnh á, Thì các bạn đã thấy là Bill Ackman Đã mở một lệnh short rất là lớn Rồi sau đó lên trên đài CBC Rồi phết cả thị trường luôn Các bạn nói là thay bán hết đi Tình hình dịch bệnh nó cực kỳ xấu Chúng ta phải có thể đợi tới 10 năm, 20 năm hay gì á, mới hồi phục lại được bạn thì được thị trường lúc đó cực kỳ hoảng loạn và đã bán và các bạn thấy được là cuối cùng tỷ phú Bill Ackman cũng đã trục lợi rất là nhiều rồi sau đó lại mua lại cái mức giá rẻ các bạn rồi sau đó lại nói ngược lại thì những cái đó hoàn toàn là cũng không bất hợp pháp thì tại sao đăng meme lại bất hợp pháp đó là điều mà thường có thấy là không hợp lý ở đây thì các bạn thấy được là đối với lại meme stock đó thì như thường đã chia sẻ cũng giống như là meme coin thường không khuyến khích ai hết các bạn nó có cái vị thế riêng của nó các bạn có thể thích hay là không thích nhưng mà thực sự meme đã là một phần của cái văn hóa ngày hôm nay rồi và meme cũng là một phần của cái channel thuận capital rồi các bạn. Khi chúng ta nói tới thị trường crypto đó là thị trường này là một phần công nghệ, một phần tài chính và một phần là meme có <laughs> thể tách rời được. Cho nên các bạn thích hay không thích thì meme là một phần của cuộc sống của chúng ta rồi. Và đối với lại crypto đó thì các bạn đã nghe thùng chia sẻ nhiều lần rồi. Đối với lại meme coin đó thì có nhiều bạn không thích vì lý này lý do kia. Nói là meme coin có thể là không có giá trị hay là có người nói là meme coin đó chỉ làm tắt nghe mạng lưới. Nhưng mà các bạn thấy được là meme coin đó thứ nhất nếu như các bạn sử dụng mạng tiêu Ethereum các bạn đang lưu trữ đồng Ether thì meme coin là một trong những cái cơn sốt có thể mang đến người ta giao dịch nhiều dẫn đến nhiều Ether bị đốt và nhiều Ether bị đốt khiến cho những Ether còn lại đáng giá hơn các bạn thì meme coin góp cái phần đó và các bạn cũng thấy được là meme coin cũng là cái cánh cửa để đưa rất nhiều người mới nhất là người trẻ đi vào thị trường này các bạn nghĩ là người trẻ bây giờ đó bao nhiêu người tìm hiểu Bitcoin các bạn tôi nghĩ là rất nhiều người họ nghe nói tới thị trường này vào năm 2021 thậm chí là bây giờ thông qua những cái meme coin thuận đã nghe và thấy rất là nhiều bạn tham gia thị trường này đó bắt đầu từ meme coin và từ meme coin đó dẫn dắt những bạn đó vào trong thị trường này rồi sau đó các bạn đó mới tìm hiểu về bitcoin và mới hiểu hơn về thị trường này thì meme coin đó là một cái cánh cửa dẫn người mới vào trong thị trường này và một số người sở lại cũng giống như các bạn thấy được là meme stock cũng là một cái cánh cửa để mà thu hút cái giới trẻ họ quan tâm đến trading nhiều hơn có thể nói là meme stock đó cái phong trào này góp cái phần để mà thúc đẩy giới trẻ quan tâm đến tài chính nhiều hơn bất cứ một cái phong trào nào trước đây các bạn trước đây các bạn thấy được là biết bao nhiêu quảng cáo, biết bao nhiêu tiền được tung ra để mà khuyến khích những người trẻ tuổi hơn đó họ quan tâm đến chứng khoán nhiều hơn. Nhưng mà không các bạn, chỉ cần chúng ta có một cái sự kiện như là Wall Street Bed và Royal Kitty năm 2021 thôi thì giới trẻ đã quan tâm hơn rất là nhiều. Cho nên nó có cái công dụng riêng của nó. Nhưng mà cũng giống như là những cái phong trào có lúc tăng mạnh, có lúc giảm mạnh nên các bạn cũng nên cẩn thận. Đó là nhiều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái à, tình hình của meme stock cũng như là chúng ta nói tới meme coin nói chung thì các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay đó thì cũng tận dụng cơn sốt meme này công ty MC cũng đã huy động được khoảng 250 triệu đô la vốn bằng cách bán cổ phần mới các bạn có thể cười nhưng mà meme cũng có thể cứu được cả công ty luôn các bạn và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác liên quan đến crypto đi thì các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay đã cũng có tin tức rất là lớn à, ngày hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày cuối cùng chúng ta nhận được tin tức là những quỹ nào mà chưa báo cáo mà có lưu trữ Bitcoin Spot ETF đó phải báo cáo từ đây cho đến ngày mai và các bạn thấy được là đây là chúng ta nói tới những quỹ mà họ quản lý hơn 100 triệu mà thôi và họ báo cáo tất cả những tài sản họ lưu trữ chứ không phải riêng Bitcoin nhưng mà các bạn nhìn thấy được là có thể nói cái đơn vị mà nổi tiếng nhất mà chúng ta biết đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF bây giờ đó ngoài trừ chúng ta nói tới ngân hàng như là chúng ta nói tới là Wall Street, uh, JP Morgan thì chúng ta có một cái quỹ hưu trí các bạn đó chính là quỹ hưu trí của tiểu bang Wisconsin các bạn họ đã công bố là đã mua tổng cộng là 99 triệu đô la Bitcoin Spot ETF của BlackRock và các bạn nên hiểu đó đây là quỹ hưu trí lớn thứ 9 tại Hoa Kỳ các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta đang nói tới những quỹ hưu trí của tiểu bang đó thì đương nhiên cái quỹ hưu trí liên quan tới những cái nhân công nằm việc cho nhà nước ở cali là quỹ đó lớn nhất cái đó là quỹ hưu trí liên quan tới những cái thầy cô giáo ở cali là lớn thứ nhì và chúng ta thấy được là có những quỹ ở new york texas florida washington nhưng mà cái quỹ wisconsin investment board đó, quỹ này lớn thứ chín khi mà chúng ta so sánh với những quỹ hưu trí của tiểu bang có thể nói được là chúng ta đang chứng kiến một cái sự kiện nó mang tính chất lịch sử các bạn cái số lượng người mà đầu tư vào Bitcoin cực kỳ đa dạng luôn. Chúng ta có những nhà đầu tư thông thường, chúng ta có những tổ chức đầu tư, chúng ta có những quỹ đầu tư hedge fund, chúng ta bây giờ có những cái quỹ đầu tư quản lý hơn 100 triệu đô la và chúng ta có cả những quỹ hưu trí. Bây giờ đã, đã là sự bắt đầu, chúng ta thì được là cũng lưu trữ và số lượng cũng không nhỏ đâu các bạn. Đương nhiên quỹ này quản lý rất nhiều tiền, nhưng mà các bạn nhìn thấy được là họ cũng đã đa dạng hóa 99 triệu đô la vào Bitcoin Spot ETF. Không phải là cái số tiền, số tiền thì nghĩ là sẽ nhiều theo thời gian. À, các bạn nhìn thấy được là cái mà thường muốn nói đến là chúng ta đã nói nói đúng rồi các bạn cái xu hướng của thế giới đó là chúng ta thấy được là họ sẽ đa dạng hóa một phần vào bitcoin và cái này cũng không liên quan đến họ tin hay không tin đâu các bạn các bạn thấy được là những cái quỹ này đó thì họ có trách nhiệm phải cố gắng đa dạng hóa và kiếm được lợi nhuận thì các bạn nhìn thấy được là cho dù các bạn tin hay là không tin bitcoin thì nhìn vào lịch sử đó có thể nói được là trong 10 năm qua không có một tài sản nào có thể so sánh ngang hàng với sự tăng trưởng của Bitcoin được. Cho nên cho dù là họ không có quan tâm đến cái việc là tự lưu trữ khóa cá nhân, họ không quan tâm đến việc đây là mạng lưới mà không thể bị tịch thu hay là mạng lưới mà không có thể mà bị đóng băng được. Họ có thể không quan tâm đến những điều đó tại vì họ cũng mua thông qua quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock nhưng mà họ chỉ mua trên căn bản chỉ vì là họ muốn đa dạng hóa những cái mục đầu tư mà thôi và quỹ này như vậy sẽ quỹ khác nữa các bạn đây là cái sự bắt đầu mà thôi và các bạn nhìn thấy được là Michael Saylor đó thì cũng đã nói là chúng ta có hàng ngàn hàng ngàn những cái quỹ lương hưu ở Hoa Kỳ và tổng cộng họ lưu trữ khoảng 27.000 tỷ đô la tài sản các bạn, chúng ta đương nhiên không nói đến họ sẽ trích ra 10% hay gì hết nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi, 5% của cái số lượng 27.000 tỷ là bao nhiêu rồi và chúng ta nói tới đó chính là tiền đi vào thị trường này trên hoạt động vốn hóa cái số đó sẽ dẫn đến vốn hóa tăng rất là nhiều các bạn thấy được là chúng ta chỉ cần một vài quỹ thôi đầu tư về Bitcoin và có lợi nhuận những người khác cũng sẽ theo sau mà thôi và các bạn nhìn thấy được là Bitwise CEO nghĩa là cái giám đốc đầu tư của Bitwise là Matt Hogan thì Matt Hogan nói là bây giờ đó khi mà nhìn vào những cái thông báo trong vòng mấy tuần qua liên quan tới những quỹ nào lưu trữ Bitcoin Smart ETF thì rất rõ ràng đó cái suy nghĩ là chỉ có những nhà đầu tư riêng lẻ những người mà thích uh, mạo hiểm cao hay là chỉ là những người mà thích đầu cơ mới tiếp cận Bitcoin mà thôi đó hoàn toàn không đúng chúng ta có những cái quỹ lương hưu chúng ta có những cái ngân hàng mà họ đầu tư về Bitcoin Smart ETF tại vì họ tin đó là tài sản các bạn thấy được là cái suy nghĩ đó bây giờ nó ra rõ ràng hơn rồi tại vì chúng ta có Bitcoin Smart ETF trước đây đó thì chúng ta chỉ nói chuyện miệng nhau mà thôi và chúng ta tin đó là sự thật Nhưng mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó, Thì những cái thông báo gần đây đã xác minh được là đúng là có rất nhiều những cái quỹ họ tiếp cận Bitcoin tại vì họ tin đó là một tài sản chứ không phải điên chúng ta đâu và nói tới những công ty đó thì các bạn thấy được là hôm nay có một cái tin tức cũng rất là thú vị các bạn nhìn thấy được là Vanguard đã bổ nhiệm cựu giám đốc cấp cao của BlackRock làm CEO thì chi tiết hơn đó, các bạn đã nhớ là CEO cũ của Vanguard là Tim Buckley thì Tim Buckley cũng đã rất nổi tiếng với câu nói là Vanguard sẽ không bao giờ niêm yết các Bitcoin ETF khi tôi còn là CEO đây là lời hứa của tôi thì các bạn thấy được là đã <laughs> how it started nhưng mà how it's going thì ông đã không còn là CEO nữa tại vì Vanguard ngày hôm nay đã bổ nhiệm Cụ giám đốc cấp cao của BlackRock làm CEO đó chính là Salim Ramji. Thì Salim Ramji đó không những là cựu giám đốc cấp cao của CEO mà còn là người dẫn dắt BlackRock trong quá trình đề xuất Bitcoin Smart ETF. <laughs> các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta đã đang chứng kiến một, một sự kiện nó giống như là trong phim luôn các bạn. Tim Buckley cực kỳ cứng rắn nó là Vanguard sẽ không bao giờ tiếp cận Bitcoin cũng như là Vanguard sẽ không bao giờ tiếp cận vàng tại vì quan điểm của họ là họ thấy vàng như Bitcoin giống nhau là không có giá trị gì hết các bạn <laughs> cái này nó rất là thú vị luôn thường đó thì người ta thường hay nói là vàng như Bitcoin nó không giống nhau vì lý do này là lý do kia nhưng mà Vanguard lại nói là vàng như Bitcoin giống nhau tại vì cả hai đều không có giá trị <laughs> nhưng mà bây giờ ra thì ông đã không còn là CEO nữa thì có nhiều lý do tại sao mà ông rời khỏi chức vụ CEO sau khi làm việc cho Vanguard mấy chục năm các bạn. Chúng ta không biết sự thật như thế nào và không biết đó có liên quan bao nhiêu đối với lời Bitcoin nhưng mà nhiều người cho là có đó tại vì Salim Ramji vừa rời khỏi BlackRock vào tháng 1 sau khi đã có Bitcoin Spot ETF thì bây giờ đã qua làm CEO của Vanguard rồi. Thì để các bạn hiểu rõ hơn Van Vanguard cực kỳ quan trọng tại vì nó là công ty quản lý tài sản lớn thứ hai trên thế giới. Chỉ đứng sau BlackRock mà thôi. Các bạn biết là hiện bây giờ BlackRock đương nhiên ủng hộ Bitcoin rồi. Cái này quá rõ ràng. Chúng ta có phải đi đương nhiên ủng hộ kho rồi cũng quá rõ ràng luôn Đó là công ty lớn thứ nhất và lớn thứ ba Chỉ có công ty lớn thứ hai là chưa ủng hộ mà thôi thì bây giờ nó có phải chúng ta chứng kiến cái sự kiện là họ sẽ xoay qua để ủng hộ hay là không thì dựa theo James Seifer của Bloomberg đó, thì các bạn thấy được đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà Vanguard bổ nhiệm một người ngoài làm CEO cái này rất quan trọng các bạn không chỉ riêng là họ đã thay thế CEO Tim Buckley với một người ngoài mà đây là lần đầu tiên họ làm như vậy thì các bạn thấy được là đây là một công ty mà có truyền thống lâu đời chỉ bổ nhiệm chức vụ cấp cao cho người trong công ty mà thôi có thể là họ muốn thay đổi tư tưởng và chỉ có người ngoài mới làm được mà thôi Thì điều này đó cũng không có nghĩa là Vanguard sẽ để đơn để có Bitcoin Spot ETF Tại vì Vanguard cũng là một công ty mà phát hành ETF các bạn Các bạn nhìn thấy được là BlackRock đã có Bitcoin Spot ETF Fidel đã có Bitcoin Spot ETF Và cho dù các bạn nghĩ sao đi nữa Gần đây đó có cái số lượng tiền rời khỏi Nhưng mà các bạn nhìn thấy là từ khi bắt đầu tới bây giờ vẫn có hơn 11 tỷ đô la 11 tỷ đô la trong vòng chỉ có 3 tháng thôi các bạn vào những We Bitcoin Spot ETF là một trong những cái sự ra mắt ETF thành công nhất. Đương nhiên gần đây đó các bạn nhìn thấy được giá cả nó đã ngồi trở lại cho nên dòng tiền cũng ngủ trở lại. Cái này là chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều rồi. Nhưng mà sớm muộn gì đó các bạn thấy được dòng tiền nó cũng sẽ tăng trở lại và cái số lượng tiền vào so với số lượng rời khỏi nó nó không là bao nhiêu hết các bạn. Cái số lượng rời khỏi rất là ít so với lại cái số lượng mà đã đi vào trong vòng 3 tháng qua tới hơn 11 tỷ lần tính tới bây giờ đó các bạn có thể nhìn thấy được là tính luôn ngày hôm nay chúng ta vẫn có gần 12 tỷ đô la trong những quỹ này thì cho dù các bạn tính như thế nào đi nữa đó đây cũng là một trong những sự ra mắt ETF thành công nhất trên những công ty này nhưng mà Vanguard lại không có phần trong đó có thể đó là lý do tại sao mà họ không có thích thêm bất kỳ các bạn tại vì làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty tại vì cho dù giá Bitcoin lên xuống những công ty này họ vẫn có thể thu được tiền quản lý trong cái quỹ Bitcoin Smart ETF của họ thì chúng ta cũng không có chắc là van gogh sẽ đợi đơn để có bitcoin spot etf tôi tại vì họ cũng không bao giờ đợi đơn để có vàng etf nhưng mà có một điều là các bạn đã nhớ là Tim Buckley cũng đã rất cứng rắn không những là Vanguard không đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF mà ông nói là khách hàng của Vanguard cũng không thể tiếp cận được với Bitcoin Spot ETF luôn khiến cho nhiều người rất là phẫn nộ tại vì tiền của họ mà tại sao họ lại không tiếp cận được trong khi đây là một sàn giao dịch như là những sàn khác nhưng mà có thể là với CEO mới cái đó nó sẽ được thay đổi chúng ta hãy chờ để xem và một điều nữa các bạn nên nhớ là Vanguard sở hữu rất nhiều cổ phần họ là cổ đông lớn của công ty BlackRock tuy là BlackRock quản lý nhiều tiền hơn nhưng mà Vanguard lại có nhiều cổ phần của BlackRock thì nếu như mà Vanguard cho phép giao dịch Bitcoin Spot ETF và tiền lại đổ vào BlackRock và đương nhiên BlackRock có thể là thu cái phí giao dịch đó cái phí đó một phần lại đưa cho lại Vanguard tại vì Vanguard là cổ đông lớn mà các bạn thì nó sẽ có lợi cho cả hai đó cũng là một lý do. Thì trước khi mà tiếp tục Nói về Bitcoin spot ETF đó, thì các bạn thì được là thượng nghị sĩ Cynthia Lumos và thượng nghị sĩ Christian Gillibrand sẽ tham gia hội nghị Blockchain DC để mà tranh đấu cho tương lai của crypto tại Hoa Kỳ. Nói chung đó, thì họ có thể tham gia bất cứ sự kiện gì mà họ muốn các bạn nhưng mà cái chúng ta cần đó chính là quốc hội phải bỏ phiếu. Chuyện như dự luật crypto chúng ta nói tới trong vòng mấy năm qua rồi mọi thứ thì vẫn đang diễn ra các bạn nhất là với cái sự đàn áp gần đây từ sec thì mọi thứ nó đã diễn ra nhanh hơn nhưng mà chúng ta muốn thấy có luật cho năm nay chứ nếu không đợi biết nguyên năm rồi các bạn hoa kỳ vẫn chưa có luật rõ ràng và chỉ khi nào có luật rõ ràng thì à, thị trường mới phát triển mạnh mà thôi giống như là chúng ta đã từng nói đến một cái ví dụ các bạn thấy được là trước đây đã chưa có luật giao thông thì à, các bạn nhìn thấy được là cái ngành mà phát triển xe ô tô đó không có phát triển mạnh khi nào mà có luật giao thông rồi thì các bạn thấy được người ta tự tin hơn người ta mua xe những cái hãng xe họ tự tin hơn sản xuất nhiều xe hơn với chi phí nó thấp hơn dẫn đến người ta lái xe nhiều hơn các bạn và khiến cho cả ngành xe ô tô phát triển thì tiếp tục như vậy khi mà có lực rõ ràng rồi thì sẽ có nhiều công ty họ sẽ mạnh dạng đầu tư hơn tại hoa kỳ dẫn đến thị trường ngày càng phát triển hơn và chúng ta cũng thấy được là riêng về El Salvador đó thì họ đã có một cái thông tin thông tin này được chia sẻ bởi Reuters là họ đã đào được gần 474 bitcoin sử dụng năng lượng từ núi lửa các bạn trong 3 năm qua thì con số này đó đáng giá là khoảng hai mươi mấy triệu đô la Tuy là đối với nhiều bạn cảm thấy là không nhiều Nhưng mà các bạn thấy đây là một cái quốc gia Mà họ ngày lại càng có tiếng tâm hơn Họ ngày lại càng cải tiến hơn Có thể nói được là trong vòng mấy năm qua đó Thì quốc gia rồi cũng đã cải tiến rất là nhiều rồi các bạn Được nhiều người biết đến hơn Cũng như khôi Và cũng như khôi đã có được rất là nhiều cái sự lợi ích các bạn Không phải là giá Bitcoin tăng hay gì hết Họ cũng lưu trữ à, Các bạn đã biết là khoảng chừng là vài trăm triệu khôi Nhưng mà cái mà họ có được đó, nhiều hơn số đó Cái mà họ có được để chính là sự quan tâm đến từ cộng đồng crypto. Họ được cả thế giới biết tới, họ có thể bán được trái phiếu mà không cần phải dựa dẫm vào những cái quỹ như là quỹ tiền tệ quốc tế. Đó là những cái lợi ích hay là chúng ta nói đến là họ có người ta tới để mà du lịch cho bạn và như thường đã chia sẻ trước đây, El Salvador đã trở thành một địa điểm mà trên danh sách của New York Times cho những địa điểm đáng đi du lịch trong năm nay. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Smart ETF thì chúng ta đã thấy được là kết thúc ngày hôm nay chúng ta đã có một sự bất ngờ đó chính là quỹ ARK Invest các bạn nhìn thấy được là của wood hôm nay đã thu vào 133 triệu. Tuy chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đó thì Grayscale cũng đã bán 50 triệu. Nhưng mà tất cả những quỹ còn lại đó thì một là không đô la như là BlackRock. À, các bạn thử hai ngày hôm qua đã là không đô la. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn thấy được những quỹ này đã tổng hợp lại đã hơn cái số lượng bán bởi Grayscale. Và chúng ta đã có một ngày mà có dòng tiền dương là 100.5 triệu đô la thì có rất nhiều bạn thường cảm thấy là cũng mới đến thị trường này cho nên cũng chưa có rõ những cái này nó có ý nghĩa như thế nào thì các bạn không thể nào mà lấy một ngày riêng để như thế này để biết được là sự hưởng ra sao đâu các bạn phải nghĩ đến cái sự tích lũy chung của cái sự ảnh hưởng của từng ngày một để các bạn có thể hiểu rõ hơn đó thì tất cả những cái này nó có sự trì hoãn các bạn tại vì khi mà giống như hôm nay đã kết thúc là dương 100 triệu không phải là ngày hôm nay họ sẽ mua 100 triệu Bitcoin đâu họ có thời gian là khoảng 48 giờ để mà mua cho nên họ có thể mua ngày mai hay là ngày mốt tùy theo là cái hoạt động của họ như thế nào các bạn tùy theo đầu quỹ nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu là những cái quỹ này họ sẽ hoạt động ở trên sàn OTC đó chính là cái sàn chính của họ hàng ngày đó trên sàn OTC có người mua có người bán có sẵn cái lượng mua và bán các bạn và một trong những cái lượng bán thường xuyên đó chính là những cái công ty đào họ đào được xong mà họ đem lên OTC để mà bán thì đây là một cái lực mua so với là trước đây mà không có nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đó là chúng ta không thể tính từng ngày một mà chúng ta phải tính tổng cộng giống như, như là chúng ta có những cái thời điểm như là trong cái thời gian khoảng chừng là hơn một tuần qua đó thì chúng ta có nhiều ngày dương hơn là âm và cái số tiền dương đó có thể là nhiều có thể là vài trăm triệu thì khi chúng ta có vài trăm triệu dương rồi đó thì có thể là cái số lượng như sàn OTC sẽ không có đủ để cung cấp thì cái số dư ra mới mua trên sàn spot các bạn và thường đó chúng ta sẽ thấy cái sự ảnh hưởng lớn khi chúng ta có nhiều ngày liên tục dương với số lượng lớn như là chúng ta thấy được là từ tháng 2 tới tháng 3 lúc đó, đó thì giá cả Bitcoin tăng liên tục tại vì ngày nào chúng ta cũng có vài trăm triệu vào trong thị trường Bitcoin Spot ETF hết và trên sàn OTC không có đủ cho nên các bạn cũng phải nghĩ đến cái sự ảnh hưởng như vậy chứ không phải là chúng ta tính từ ngày một rất là khó để các bạn biết được là ảnh hưởng như thế nào. Và cũng tương tự các bạn, khi chúng ta có nhiều ngày âm liên tục đó như là chúng ta thấy vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì một ngày âm, hai ngày âm, ba ngày âm cũng không có quan trọng nữa các bạn, tại vì có thể là cái số lượng uh, lực mua ở trên sàn OTC là có khi mà họ đem đi bán nhưng mà khi chúng ta có nhiều ngày âm liên tục đó như là cái thời điểm hai tuần đó thì đương nhiên có thể là cái lực mua trên sàn OTC sẽ không đủ dẫn đến họ phải bán trên sàn spot dẫn đến ảnh hưởng xấu đến giá cả thì khi chúng ta nói tới Bitcoin ETF đó là chúng ta đang nói tới dòng tiền tích lũy ngày này qua ngày nọ đó là điều mà chúng ta nói đến cho bạn và chúng ta muốn thấy là dòng tiền nó tích lũy dương ngày này qua ngày nọ thì một lúc nào đó sẽ mua hết cái số lượng trên sàn OTC và phải lan qua sàn spot và lúc đó ảnh hưởng sẽ rất là lớn. Bây giờ đó thì cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn thì vì có ngày âm, có ngày dương và chúng ta thấy được là trong cái thời gian khoảng chừng một tháng qua thì trường đã ngủ lại thì trên sàn OTC đó chúng ta cũng đã thấy được là họ đã tích lũy thêm Bitcoin trên đó thì chúng ta phải cần một chuỗi ngày dương mới có thể ảnh hưởng đến sàn OTC. Chúng ta chỉ quan sát hàng ngày để xem dòng tiền như thế nào mà thôi chứ còn sự ảnh hưởng trực tiếp bây giờ đến thì không có là bao nhiêu đâu các bạn và nói tới ETF đó, thì chúng ta có một thông tin không được tốt liên quan tới Ether, nhưng mà thật ra cũng không có thay đổi nhiều liên quan đến khả năng đâu tại vì tôi nghĩ là nhiều người đã cũng có chuẩn bị tâm lý là Ethereum Spot ETF khả năng cao sẽ không được thông qua thông cũng nghĩ như vậy các bạn đó là tâm lý hiện bây giờ nhưng mà nếu như mà được thông qua thì còn gì bằng nhưng mà các bạn thấy được là có một cái sự thay đổi ngày hôm nay thì theo quy định SEC phải đưa ra các yếu tố mà SEC đang xem xét và có thể dẫn đến kết quả từ chối một đề xuất ETF. Và đối với các đơn đề xuất của thì một yếu tố mà được đưa ra là liệu Ether có phải là một hàng hóa hay là không. Điều này đó không phải là yếu tố được đưa ra khi mà họ duyệt Bitcoin ETF các bạn. Đó là cái sự khác biệt. Và điều thú vị nhất mà nhiều người nhận ra được là tại sao mà SEC Tại không nói có phải Ether là chứng khoán hay không mà lại hỏi ngược lại có phải Ether là hàng hóa hay là không một lần nữa SCC chưa bao giờ nói là Ether là chứng khoán nhưng mà khả năng thì ngày càng cao các bạn cho nên cái khả năng được thông qua lại thấp hơn nhưng mà các bạn đã biết là tâm lý chung là điều nghĩ khả năng cao sẽ không được thông qua và các bạn có thể thấy được là còn hai thông tin khác nữa một cái là liên quan tới Tornado Cash chuyện nào mà quan tâm đó, thì nhà phát triển Tornado Cash là Alexi Perserve đã bị thẩm phán Hà Lan kết tội rửa tiền các bạn và ông bị tòa tuyên phạt là 5 năm 4 tháng tù ở tuổi 31 thì sau phiên tòa đó ông bị cảnh sát áp giải đến phòng giam ở bên dưới tòa án đây là nơi tạm giam cho đến khi mà công tố viên tìm được một nhà tù thích hợp tại Hà Lan và thông tin cuối cùng đó là ngân hàng trung ương Philippines đã chấp nhận cho sàn giao dịch coin.ph thử nghiệm stablecoin PHPC các bạn liên kết với đồng peso của peter Pins. nếu thử nghiệm thành công đó, thì uh, sàn coins.ph dự định sẽ tích hợp xây kho này vào dịch vụ chuyển tiền tại các quốc gia có lượng kiều hối đáng kể về peter thị trường có tổng giá trị lên tới 12 tỷ đô la. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Linex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.